xây dựng em biết ở đời lắng nghe các chị nhớ là chúng ta xây dựng em biết và những người dân khỏi cảnh nhà đan nhau vậy. Anh chị hình dung không? Đúng rồi. Dạ, cầu hình vòm chứ không phải là cầu thẳng ha. Cầu hình vòm. Dạ. Hình góc á, hình tròn. Dạ rồi. Mình đang nó đan nhau vậy á. Rồi giờ mình có thể về chia sẻ được. Đây, các đội trưởng chúng ta đã nhận được những cái thông tin và có thể hướng dẫn cho các đội chúng ta xây theo cái mô hình của các đội đưa hàng ngũ. Các đội lưu ý hình vòm nha mọi người, hình vòm nha, không có trụ dựng có đầu của khúc gỗ này lại bắt đầu tạo cho sự mắc xích của nó. Cái này nó không có đan với nhau á, nó cài, nó chỉ cài, nó cho chị chơi, nó chỉ cài với nhau thôi, thế thì không cài thì giữ được á. Thấy không, ở một bên đó ví dụ như cái cây đây này, cây này nó cài này, hai cây à, trong đó nó sẽ có hai cây nữa, hai cây nữa xíu nó sẽ xuyên vô trong nè. Vậy là có lẽ là nhiều người, nhưng mà nó xây dựng cùng nhau mà. Họ đã hình dung được kết cấu của cầu và đang hoàn thiện cây cầu. Và hiện nay thì bạn thấy chúng tôi thấy là một vài đội chúng ta cũng đã ra được một cái kết cấu. Rồi kính thưa các anh chị, chúng ta còn khoảng 3 cố gắng lên các anh chị ơi, đừng bỏ cuộc. Và mặc dù đội số 1 ở vòng trò chơi đầu tiên, đội số 1 chúng ta ở về vị trí thứ 4, nhưng mà hiện nay và mỗi đội chúng ta chỉ còn 1 phút 30 giây, 1 phút 30 giây để vượt qua thử thách của chính bản thân và đồng đội của mình. Đúng rồi, một phút cuối cùng và đồng nghĩa một phút này tương ứng với 60 giây. Hãy quan trọng từng giây của mỗi kiệt tác, tinh thần biên của đội chúng ta hãy cố gắng lên, mỗi người chỉ có 1 giây. Không được, được rồi. Ủa sao không mà họ không đang chéo nhé, khúc này đang chéo nè, nhé khúc này là đang chéo. Chơi chơi đồ giờ nữa hả? Và em nghĩ đội số 2 làm được thì các đội chúng ta vẫn làm được. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy cố gắng một chút. Không làm bơi ý chí. Quá hay luôn. Càng cố gắng đập cho em một tấm ơi. Khi áp lực ra để có đúng chưa? Để tạo ra được kim cương. Ra to lên nhanh chị ơi. Chụp bên trái, chụp bên trái. Chụp bên trái.
chúng ta chưa có sự kết nối để làm ra được nó. Những đội còn lại có sự kết nối thì đội đó tạo ra giá trị của đội mình. Đây là minh chứng là